Mình đã tạo ra bức ảnh này trong vòng 2 phút. Trong video này các bạn sẽ biết cách tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao như thế này nhờ AI. Và đặc biệt công cụ này hoàn toàn miễn phí. Cách dễ nhất để bắt đầu là bạn sẽ vào midjourney.com, link mình đã ở bên dưới. Sau đó bạn click chọn Join Beta. Nếu bạn chưa có tài khoản thì có thể nhấn Sign In đăng ký và điền một vài thông tin cơ bản là bạn có thể hoàn toàn bắt đầu. Sau đó bạn sẽ tham gia vào một giao diện gọi là Discord. Bên khu bên trái bạn sẽ vào một trong những kênh của Newbie ở đấy. Sau đó vào ô tin nhắn gõ câu lệnh gạch chéo imagine, có nghĩa là tưởng tượng. Sau đó một ô prompt sẽ xuất hiện. Prompt có nghĩa là mô tả gợi nhắc, và ở đây bạn sẽ điền càng chi tiết càng tốt về mô tả và bức tranh mà bạn muốn AI tạo ra cho mình bằng tiếng Anh. Nếu như bạn cảm thấy tiếng Anh không phải là thế mạnh của mình thì Google dịch hướng dẫn tài trợ chương trình này. Ở đây thì mình đã có câu lệnh sẵn rồi. Về một tip để bạn có được những cái hình ảnh xuất sắc và sắc nét nhất á, bạn sử dụng những cái từ khóa như là hyperrealistic hoặc là real. Và mình cũng sẽ thêm vào ở đây mã lệnh là gạch ngang AR34 là tỷ lệ khung hình mà bạn muốn bức ảnh của mình sẽ hiện ra. Ví dụ như 34231132. Thêm vào đó S250. S ở đây có nghĩa là style, và con số này thể hiện bạn muốn hình ảnh AI tạo ra gần và chân thật nhất ở mức độ nào. Sau đó mình sẽ tiếp tục gõ câu lệnh gạch ngang vế cách 5, vì đây là cấu hình phân giải mạnh nhất hiện nay của embot này. Và nếu như bạn muốn tìm hiểu thêm các mã câu tương tự để giúp AI hiểu được bạn muốn tạo ra một hình ảnh như thế nào thì mình cũng đã để link ở bên dưới. Ok, và bây giờ mình sẽ nhấn Enter và đợi khoảng 2 phút. Thì trong quá trình này, có rất nhiều thành viên trong nhóm chat cũng sẽ gửi câu lệnh cho embot này. Nên để tìm được tin nhắn của bạn thì bạn sẽ chọn icon inbox ở trong góc này. Sau đó bạn sẽ chọn mention. Thì hình ảnh được tạo ra nó sẽ tag tên của bạn vào và bạn sẽ thấy ngay trực tiếp ở đấy. Mà không cần phải kéo tìm. Wow, hơi bị đỉnh nhở. Thường thì Midjourney sẽ cho bạn 4 lựa chọn. Và U1, U2, U3, U4 ở đây có nghĩa là upscale giúp bạn phóng to cái hình ảnh đó lên với nhiều thông tin chi tiết hơn trong cái hình ảnh đó. Còn V1, V2 là variation, có nghĩa bạn sẽ bảo với con bot này tôi thích cái hình ảnh này nè, tạo thêm 4 hình ảnh tương tự như vậy nữa đi. Trong khi đó cái nút này có nghĩa là bạn không hài lòng với kết quả mà AI đã tạo ra và bạn muốn nó tạo ra một sản phẩm khác nữa. Ở đây thì mình thấy con hổ hình thứ nhất này rất là cool, ngộ. Thì mình sẽ chọn U1 và nhấn luôn V1 để xem AI có thể tạo ra cho mình những cái hình ảnh tương tự như thế này hay không. Chi tiết có hơi khác một chút nhưng mình rất là thích cái hình các cái ô tô. Cái hình số 4 thì mình sẽ click chọn U4, sau đó nó sẽ phóng to cái hình U4 này lên cho mình ở đây. Quá xuất sắc đúng không? Và bạn có thể tạo ra 25 bức ảnh như thế này hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên sau đó nếu như mà bạn muốn tiếp tục tạo ra những hình ảnh này thì bạn phải trả phí. Chúng ta sẽ đăng ký gói khoảng 10 đô một tháng, có thể tạo ra khoảng 200 bức ảnh. Một lưu ý, nếu như bạn muốn sử dụng các hình ảnh được tạo ra bởi Midjourney để phục vụ cho mục đích thương mại giống như tạo ra các sản phẩm như thế này, để bán hàng á, theo luật của Midjourney bạn bắt buộc phải là thành viên có trả phí để được sử dụng những hình ảnh này kinh doanh. Thì tất nhiên rồi, đâu phải dở ăn cố ngoại, người ta sáng tạo ra cái phần mềm hay như vậy người ta cũng phải tìm cách thu lại chứ. Nhưng mà dạo này mình bị cuồng Midjourney, mình dùng Midjourney rất là nhiều cho công việc của mình nên mình subscribe luôn. Và một điều cực đỉnh ở đây là sau khi làm thành viên có trả phí thì bạn có thể tạo khung chat riêng với embot sang xịn miệng này luôn mà không cần bị nhiễu bởi rất nhiều tin nhắn từ các thành viên khác. Giống như mình trả tiền để được nói chuyện riêng với người đẹp vậy đó. Tip ở đây nữa là bạn có thể vào mục Explore và Community Feed để xem những hình ảnh cực kỳ cool ngầu đã được tạo ra bởi các thành viên trước đó. Và bạn chỉ cần rơi chuột vào những cái hình ảnh mà mình thích thì bạn có thể nhìn thấy cái prompt mà họ viết như thế nào. Thì mưa dầm thấm đất, nếu như bạn sử dụng nhiều thì bạn cũng sẽ hiểu được cách họ mô tả hình ảnh để tạo ra được những cái sản phẩm cực đỉnh như thế này. Hoặc là nếu như bạn có một cái ý tưởng nào đó về hình ảnh mà bạn muốn thể hiện thì thay vì nhảy ngay lập tức vào prompt để viết mô tả thì bạn có thể điền từ khóa ở trên mục khám phá này, và nó sẽ cho bạn rất là nhiều hình ảnh khác nhau của ý tưởng này. Ôi mẹ ơi, mình đang ở nộp xong ồn dã man. Từ từ. Oh, wow. Ở đây chùa chuyện nhiều á, nhiều khi mình đang làm việc cái xong mình nghe kèn trống tùm lum tùm la hết. Ok, video đến đây thôi, và nếu như bạn cảm thấy thích video này, cảm thấy nó hữu ích thì có thể cho mình một like. Và mình đã nói rồi, mình bị nghiện AI nè, nên mình sẽ tạo ra rất là nhiều video liên quan tới Midjourney hoặc là cách kiếm tiền nhờ vào những cái công cụ AI này. Nên bạn nhớ subscribe, theo dõi hoặc là comment cho mình biết bạn nghĩ như thế nào về những cái công nghệ này. Ok, bye bye mọi người.